Mới đây, anh Nguyễn Đắc Trí đã đến bộ phận đăng ký cấp biển kiểm soát của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh để làm thủ tục cấp biển cho chiếc Hyundai Creta 2022 mới mua của mình. Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký cho chiếc xe, anh đã được cán bộ công an Hà Tĩnh mời vào bàn bấm biển. Và thật bất ngờ, anh Trí đã bấm được Hyundai Crater biển 38A44444, ngũ quý 4 giá trị không kém biển ngũ quý 9 của chủ xe Kia Soul Net tại Nghệ An. Ngay sau đó, trên mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền hình ảnh của chủ nhân, cũng như chiếc Hyundai Crater 2022 biển số ngũ quý 4 này và nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng khắp cả nước. Đa số, mọi người đều bày tỏ niềm vui và chúc mừng chủ xe, khen ngợi anh có bàn tay vàng. Khi được hỏi về cảm nghĩ khi bấm được chiếc biển số đặc biệt này, anh Trí cho biết, chiếc xe Hyundai Creta tôi vừa mua với tổng kinh phí hơn 800 triệu. Sáng nay, tôi vào phòng công an Hà Tĩnh để làm biển kiểm soát, vì dễ nhớ. Nếu có người nào thích, tôi sẵn lòng nhượng lại chiếc xe may mắn này. Hiện tại, Hyundai Creta được nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy Hyundai Indonesia về Việt Nam với 3 phiên bản, tiêu chuẩn, đặc biệt và cao cấp cùng mức giá xe Hyundai Creta 2022 tương ứng lần lượt là 620 triệu. 670 triệu và 730 triệu. Hyundai Creta 2022 tại Việt Nam trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên, cỗ máy Smartstream 1.5 mới, công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng trên phút. Xe dẫn động cầu trước thông qua hộp số vô cấp biến thiên thông minh do Hyundai phát triển. Xe cộ XXX